chị phải hỏi được có cái quay chứ nè. Ok, mời em. Là em không hỏi là em hỏi thêm cái phần mà chị Cổ Xuân Giang có kết hợp với lại nghệ sĩ Việt Nam trong chương trình này hay không, và có thể chia sẻ thêm một bí thêm về cái sự đầu tư những tiết mục đặc biệt trong chương trình. Ok, cảm ơn anh. Thực sự ra thì nói như này, chúng ta sẽ tập được thời gian như các bạn thấy là đến giờ thì cũng sắp xếp để cô về được tới đây thì không có thời gian tập nhiều, nên là họ chỉ hát chung với nhau một cái bài cuối thôi, một cái bài cuối chương trình thôi, một cái bài cho Christmas. Còn quan trọng hơn là sẽ có sự kết hợp của ba cái cô Hà giỏi nhất của Việt Nam là Khánh Hà, Trần Thu Hà, Hồ Ngọc Hà sẽ hát một cái liên khúc đặc biệt ba Hà. Và quan trọng hơn hết nữa là đối với cái show này tôi muốn mọi người tập trung hoàn toàn vào giọng hát. Một đêm mà chúng ta chỉ chơi với âm thanh, giọng hát, ánh sáng của sân khấu, mọi thứ đều ấm cúng và tối giản nhất để chúng ta được nghe, enjoy nó, dành cho tất cả những người yêu nhạc thật sự. Là thay vì phải lè vè và phải mang hàng ngàn của người ra, nào là múa, nào là dựng đèn, thả rèm, thả trướng đồ, thì chúng tôi không làm như vậy. Chúng tôi muốn đây là cái đêm mà chúng ta đến đó để thưởng thức thật sự. Nó hãy thực đơn giản nhất và ấm cúng nhất, thì quý vị ngồi quý vị nghe từng nốt nhạc nó lót vào tai. Để cho nó hỏi nhé. Vậy thì với một cái đêm nhạc mà chủ yếu là ngồi nghe như vậy thì tại sao mình không làm trong một cái khán phòng nhà hát mà mình lại đưa ra sân khấu ban đêm ạ? Nói thật thưa quý vị rằng như này, lúc đầu chúng tôi rất là muốn làm nhà hát. Và quý vị biết là cái dịp cuối năm ở Việt Nam không còn một cái nhà hát nào trống cả quý vị ạ. Chúng tôi đã liên hệ Hòa Bình, Bến Thành, rồi thậm chí rất là nhiều nhà thành phố thì nhỏ quá, không có đủ cái số lượng vé để mà có thể mời mọi người đến. Chúng tôi làm đúng mọi cách, rồi cuối cùng là chúng tôi phải dừng lại ở Lan Anh là vì vừa đảm bảo được cái độ cái hoành tráng và cái số lượng người đến để được nghe cổ hát, thì chúng tôi cũng khá là hơi thiết đáng là chúng tôi nên làm một cái nơi nó ấm hơn, nó gọn gọn hơn một tí thì sẽ tốt. Nhưng mà dĩ nhiên không gì như chúng ta mong đợi, và thử thách sẽ giúp chúng ta thành công. Và câu hỏi nào đây thì Julian không ạ? Em có một câu hỏi cho chị Julian là lần trước khi mà chị về Việt Nam tham gia trong show của chị Thu Minh á, thì đã có một phần kết hợp với chị Thu Minh, thì không biết là cảm xúc của chị khi song ca với một ca sĩ Việt mà cũng rất là tài năng hậu lực như vậy thì như thế nào, và tại sao lần này thì show không thấy có sự tham gia của chị Minh. Câu hỏi thứ hai là không biết là anh Trấn Thành trong cái show này thì có một bàn song ca nào hay không, hay là anh Trấn Thành chỉ làm MC thôi. Để mình thấy cái show chị anh Trấn Thành có nghe không?
굉장히 되게 나이스하게 저한테 해주셨고, 그리고 이제 사실은 그분을 위해서 좀 많이 기도를 하고 있었었거든요. 그래서 이번에 못 봐서 되게 아쉽다는 말씀 드리고 싶네요. 생각해 주시면 quý vị thấy trả lời hay không? Hay. Hay. Cuộc đời tôi mới kiểu qua hậu gặp cô Hàn Quốc nói chuyện cũng hay. Bữa nay nghe cũng hay. Chị Soan cũng nói là lần đầu tiên mà khi kết hợp với chị Thu Minh á thì chị Soan cảm thấy rất là giật mình, là không ngờ là ở Việt Nam là cũng có được những cái danh ca gọi là tạo cũng đẳng cấp như vậy, và chị cảm thấy rất là kỳ diệu và hạnh phúc khi mà được kết hợp với chị Thu Minh, và chị mong muốn hơn nhiều cái tiết mục kết hợp với lại ca sĩ Việt Nam hơn nữa. Và cái câu hỏi là chị cũng thắc mắc là tại sao chị Thu Minh không tới được, chắc là phải hỏi anh Thành. Nói chung là chị cũng muốn gửi chị Soan cũng muốn gửi cho chị Thu Minh lời chào, và cũng là cảm thấy rất là tiếc khi mà lần này là chị Thu Minh không thể tới được cái concert lần này. À, kiểu quả cả, chị cần preview에서 봤는데 여기 이분도 그렇고 또 다른 분도 그렇고 정말 노래를 너무 잘하시는 거예요. 그래서 제가 되게 긴장이 되고 나 이번에 잘해야겠다 이런 생각이 들거든요. 네, 그래서 이번에 제가 좀 잘했으면 열심히 준비해 보도록 하겠다라는 말씀을 여러분들 드리고 싶네요. 너무 잘하세요, 진짜로. 그래서 진짜 와 깜짝 놀랐어요. và khi mà đã mà chị Sơn Anh coi được cái trailer của concert đó thì chị cảm thấy rất là mừng vì chị Hà và những cái nghệ sĩ rồi gọi là cũng rất là giỏi, rất là hay và đẳng cấp của Việt Nam, thì chị cũng rất là áp lực và lo lắng, nên là chị chắc là phải hát tốt hơn nữa và chị sẽ cố gắng tập luyện thật là nhiều để chuẩn bị cho concert lần này. Mọi người đón xem nhé. Hát tốt hơn nữa chắc banh rồi. Bình thường là tốt lắm rồi, bữa nay tốt hơn nữa. Hát tốt hơn nữa. She said that you're here, but if you're gonna sing it better, so she's gonna quick. No, I heard your voice. I heard your voice is like so beautiful, and you're beautiful. And I'm so excited to Of course, have a concert beautiful with people have these beautiful people. voices. I'm so honored. Thank you. Yeah. Quý vị thân mến, là tại vì thế này, thực sự ra mà nói thì ban tổ chức nhân quay chuyên viên đã cũng nói thực sự là anh muốn có sau cái lần mà hát với chị Thu Minh là đã tạo được một cái hiệu ứng khá là tốt giữa sự kết hợp Việt Hàn, nên anh muốn là có được nhiều hơn nữa những cái lần những cái sự kết hợp giữa chị Soi Han với một số những ca sĩ ở Việt Nam mình nhiều hơn. Thực sự mà nói thì chúng tôi không, lúc này là nó ngoài dự kiến, nếu chúng tôi có thể về sớm hơn, thậm chí là Soi Han đã được nhận lời mời cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tức là đã nhận được cái lời mời, đáng lẽ cổ sẽ có mặt để hát cái đêm đó. Nhưng mà cuối cùng vì cái một số những vấn đề cuối cùng phát sinh là cô không có manage thời gian cũng có thể bay về kịp. Nên chúng tôi miss rất là nhiều thứ. Đáng lẽ là sẽ có hát song ca được với lại chú Tuấn Ngọc rồi, nhưng mà để xem là chúng tôi có còn đủ thời gian hay không, tất cả sẽ là sự hứa hẹn để đặc biệt quý vị đến để xem, quý vị sẽ biết, và hy vọng rằng là sẽ có sự kết hợp của Soi Han với nhiều ca sĩ Việt Nam hơn. Còn riêng Trấn Thành có song ca hay không thì thưa quý vị, tôi không mua dài gì để mang dùng. Tội nghiệp tôi, hãy để tôi bình an, tôi làm MC, tôi dẫn chương trình cho quý vị xem để cười, để enjoy, đúng không ạ? Xem nhạc nhiều quá mà có một cái đứa nó ra nó quậy, nó enjoy làm cho cái show nó mềm lại để cho mọi thứ nó được vui vẻ hơn. Chứ tôi với cổ song ca rồi, cho quý vị đừng tưởng nhé. Ivone concert를 할때 투민씨를 초대 못한 게 너무 아쉽지만, 사실은 서현 씨한테도 다른 더 좋은 가수들하고 같이 할수 있는 기회를 좀 주고 싶었어요. 그래서 한번 같이 노래를 한 가수보다는 또 다른 멋진 가수들과 같이 공연할 수 있게 탁, 짠, 타인하고 같이 저희가 기획을 했어요. 그
thì bên phía đại diện nhà sản xuất có nói rằng á, thì lần trước là chị Xuân Hâm đã kết hợp với lại chị Thu Minh rồi, thì ngoài ra là mong muốn là chị Xuân Hâm có thể kết hợp với nhiều ca sĩ hơn nữa. Thì đầu tiên là rất là tiếc vì mà không cảm thấy không thể không mời được chị Thu Minh, thì em nghĩ là chắc hôm đó là chị Thu Minh cũng có thể tới dự được. Thì Jimmy muốn là bên sản xuất mà muốn sau này là chị Xuân Hâm có thể kết hợp được thật nhiều với ca sĩ Việt Nam nữa, chứ không phải là chỉ một hai người, nên nâng tầm đẳng cấp của ca sĩ cũng như là cũng phối hợp văn hóa của hai nước là Việt Hàn. Thank you. Quý vị sẽ thấy là bài duet của Trấn Thành với Sâu An Coming Soon. Tụi tôi hát là One Disney luôn chứ không có hát bình thường. Quý vị biết bài Nàng Tiên Cá không? Chúng tôi tiếp nha. Dạ, mời em. Lần này xem Việt Nam thì làm show thì em không biết là chị Xu Nhân có thể hiện một ca khúc nào bằng tiếng Việt hay không? Hay là chị hát toàn bằng tiếng Hàn thôi? Và thêm một câu nữa là về mọi người nhà sản xuất là trong cái show này thì về cái phần âm thanh, ánh sáng hay là dàn dựng sân khấu thì mình có mang cái công nghệ nào của Hàn Quốc sang hay không, hay là ekip toàn Việt Nam sản xuất? 저는 제 질문은 혹시 수항 이번 콘서트에는 베트남어로 노래 한국에 있으세요? 아니면 다 한국어로 영어로 하는 건지, 그리고 치리함에 혹시는 이번 그 콘서트에서 기술이나 조명 인한 앱이 그 혹시나 한국 기술 가져온 온지 궁금해요. 아니면 다 베트남 그 사람들이 하는 거. 아, 제가 죄송합니다. 베트남어를 너무 어려워요. 진짜 아무리 제가 언어를 되게 좋아하는데 아무리 배워보려고 해도 와 되게 어려운 언어구나 라는 생각이 들어서 노래는 제가 좀 더 열심히 나중에 빡세게 연습을 해가지고 여러분들한테 나중에 좀 보여드리면 너무너무 좋을 것 같고요. 이번에는 한국에서 많이 부르는 노래도 들려드리고 또 이제 유튜브에서 보셨던 노래도 들려드리고 유튜브에서 보지 못하셨던 노래도 들려드릴 수 있는 기회를 삼아보려고 해요. 네, 여러 가지 노래 들려드릴 테니까 많이 물어보세요. Dạ là rất là xin lỗi mọi người là tại vì chị cũng đã cố gắng rồi nhưng mà chị cũng cảm nhận thấy là tiếng Việt của mình quá khó đi, nên là chị cũng đã cố gắng học rồi nhưng mà sợ là sẽ sai sót nhiều nên là cũng không chưa dám thử thách bản thân mình. Thì chị cũng xin hứa nếu mà có cơ hội lần sau nữa thì chị sẽ cố gắng học để có thể hát được một bài hát bằng tiếng Việt để gửi tới mọi người. Bài đó bài Vì Em Yêu Đuối. Muốn đời em còn yêu. Dạ rồi, vì concert lần này thì lần này chị nó sẽ hát những cái bài mà chị đã trình diễn rất là nhiều ở bên Hàn Quốc, cũng như những cái bài mà mọi người có thể search ở trên YouTube, hoặc là có những cái bài mà chưa từng được phát sóng trên YouTube luôn. Cô sẽ hát bằng tiếng cả tiếng Hàn và tiếng Anh để cho khán giả dễ thưởng thức nhiều hơn, và sẽ có những bài hát rất là quen thuộc của thế giới thì cô sẽ có rất nhiều. Với một người kinh doanh mình hỏi về cái chuyện thiên về kinh doanh tí xíu là nếu như các bạn phóng viên mua vé hoặc là các bạn phóng viên mua vé mời những người bạn bè yêu thích Soyeon để đi xem thì bên ban tổ chức có được cái giá nào gọi là tài trợ cho phóng viên hay không? Phải không? Ok, yeah. Do you have the special prize for the reporters? What tickets? Ticket, how many? À, 그리고 아까 두 번째 질문에 대해서 제가 대답을 하면 아니야, 공부 잊어 버리나 봐. 오케이. 아멘. 다시 한번 저희 이번 콘서트를 도와준 뭐 많은 친구들도 있지만 또 여기 커티의 미스토리 저희 스폰서를 해줘서 저희가 되게 행복하고 즐겁게 또 준비하고 있고요. 이 콘서트는 베트남 친구들하고 같이 일을 하고 있어요. 그리고 프로듀서는 저희 한국 친구가 하지만 저희는 베트남과 한국이 같이 하는 걸 원하기 때문에 뭐 한국의 기술 이런 것보다는 베트남에 있는 좋은 스태프들하고 이 콘서트를 준비하고 있어요. 아, 맞아요.
concert lần này thì về sản xuất, về chỉ đạo sản xuất thì là bên phía Hàn Quốc, nhưng mà cũng đang hợp tác với lại một công ty sản xuất Việt Nam. Thì so với những cái gọi là kỹ thuật Hàn Quốc thì thật sự là muốn làm việc với những người đồng hành giỏi nhất ở Việt Nam rồi, so với ở tốt nhất ở Việt Nam bây giờ hơn. 그리고 뭐 조금만 더 보태면 사실은 음향에 상관없이 워낙 멋진 가수들이기 때문에 가수들 목소리만으로도 네, 최고의 공연이 될 거라고 자신합니다. Yeah, yeah. Và anh Jimmy đây cũng nói là anh rất là tự tin với nhà âm thanh như vậy thì tất cả ca sĩ ở đây có thể có một màn trình diễn thật là ấn tượng và buổi concert ngày hôm đó. Nói cho quý vị cũng biết rằng là sẽ có ban nhạc tốt nhất tại Việt Nam và âm thanh tốt nhất của Việt Nam chúng tôi sẽ mang đến cho khán giả một cái đêm trình diễn thật sự là tả cái đường đi chuyển tới tâm nhạc. Không biết là có một câu hỏi nào không ạ? Mời mời bạn. Cho em xin hỏi là về cái phần âm nhạc và ca khúc khi mình chọn lựa thì nó vì là có sự kết hợp ở giữa Việt Nam và Hàn Quốc và hồi nãy cũng có nghe nói về cái sự giao lưu cũng như là giới thiệu về cái âm nhạc tạm gọi là đẳng cấp khi nó giữa Việt Nam và Hàn Quốc để cho khán giả mình có một sự hình dung đầy đủ hơn về nhạc Việt cũng như nhạc Hàn. Thì cái sự chọn lựa về ca khúc thì bên nào sẽ quyết định nhiều hơn, và khi mà mình chọn lựa những cái dòng nhạc để thể hiện á, đối với Việt Nam thì Hồ Ngọc Hà thì có một cái sở trường riêng hay danh ca Tuấn Ngọc Thắng Hà, thì cái phần ca, cái dòng nhạc mình ưu tiên cho cái thể loại như thế nào? Và đương nhiên khi mà mình chọn một cái giọng hát gọi là quốc bảo của Hàn Quốc thì đối với nghệ sĩ Việt Nam á, theo mình nghĩ thì sẽ cần chọn những cái tác phẩm mà không chỉ thể hiện được cái sở trường của người nghệ sĩ Việt Nam mà còn phải thể hiện được cái đẳng cấp về mặt âm nhạc và cái thẩm mỹ của âm nhạc Việt Nam nữa. Thì xin hỏi thì cái phần trao đổi giữa về mặt âm nhạc thì có ai quyết định chính hay không? Có người nào đứng sau để lo liệu về cái chất lượng về âm nhạc hay không? Cảm ơn bạn. Cái câu hỏi này được chính xác, có thể trả lời được. Dạ vâng. Thật sự ra cái người biên tập âm nhạc cho chương trình này là tôi. Dạ vâng. Tôi nghĩ là như thế này, tôi không phải là producer âm nhạc gì hết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi có đủ đam mê và kiến thức cho những ai mà tôi đã yêu thích. Và hầu như là trong cái show này đó đều là những người mà tôi yêu thích, thật sự là như vậy. Và như bạn nói, cái việc lựa chọn bài hát rất là quan trọng, là tại vì nếu mà chúng ta lựa chọn những bài hát không phù hợp hay là những bài hát mà nó không có mang đến cho người ta thấy được cái đẳng cấp của cái người đó, tại vì là nó là đêm âm nhạc về đẳng cấp, thì mình nghe mình cảm thấy ủa bình thường mà ta có gì đâu hay ho như vậy, thì nó không có đúng cái tầm của chương trình, không đúng cái giá trị của nó. Vì vậy Tấn Thành là cái người đã nghiên cứu tất cả những nhân vật này long term và tôi lớn lên với âm nhạc của họ, tôi này nói rằng là tôi hoàn toàn biết được là họ hát tốt nhất ở những tác phẩm như nào. Và lần này tôi đã giúp cho JB ngồi xuống để làm một cái program, tôi là cái người lựa chọn những bài hát hay nhất và có cái tính trình diễn cao nhất của những ca sĩ tham gia chương trình. Cả anh Tuấn Ngọc và chị Khánh Hà và chị Hà Trần đều rất là vui khi tôi lựa chọn những bài đó cho họ hát. Bây giờ thấy là ồ, không ngờ Trấn Thành cũng biết những bài này và yêu cầu anh chị hát bài này. Họ cực kỳ vui và họ đáng lẽ là cũng sẽ tham gia với chúng ta tại vì họ ở nước Mỹ không về kịp. Nhưng mà thật sự ra lần này quý vị sẽ thấy chúng ta có những tác phẩm đẳng cấp của cả Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Hà Trần, Hồ Ngọc Hà và cả của Sầu Giang. Sầu Giang sẽ là những bài hát mà của riêng cô ấy, những bài quý vị chưa bao giờ được nghe trên YouTube, những new arrival, và sẽ có những cái tác phẩm mà quý vị đã in sâu vào trong lòng của khán giả để người ta cả thế giới biết đến cổ. Có những bài không thể không hát được trong một show như Linomi ví dụ vậy, hay là có một số những bài mà cô ấy sẽ arrange mới lại và sẽ có những bài kinh điển của thế giới cổ bào chế lại để cô gửi đến một cái bản remix mới. Thì tôi hy vọng rằng là với cái đêm nhạc đó, ai yêu nhạc, nếu như ngày nó đứng nó đi cảm nhận, thì tôi hy vọng rằng là cái việc tôi đang làm là
là đúng và giúp cho những cái người yêu nhạc thực sự là có được một cái đêm thưởng thức thật là đã. Tại vì tôi đã được yêu họ và tôi biết họ hát tốt nhất những gì và tôi yêu cầu họ hát và họ cảm thấy cũng rất là hạnh phúc khi mà tôi đưa ra cái list bài như vậy. Thưa Hà, bổ sung chút cho mình có thắc mắc. Hà nghĩ thế này, với những người mà Trần Thành lựa chọn thì đôi khi có thể cảm thấy một Trần Thành. Ví dụ như Hà chẳng hạn, Hà rơi vào một cái list tất cả những nghệ sĩ rất là đẳng cấp trong buổi tối ngày hôm đó. Bản thân Hà là một người cũng đã từng hát nhạc dance, R&B, ballad, thậm chí là những bài hát dễ nghe đối với tất cả những khán giả mà mọi người thường nói là khán giả dễ dãi chẳng hạn. Thì Hà nghĩ đẳng cấp nó còn tùy thuộc vào đẳng cấp của nghệ sĩ nữa. Ngay cả một bài hát dễ nghe, không có đẳng cấp gì cả, nhưng mà được khoác lên một cái giọng hát có đẳng cấp, có một cái tư duy tinh tế thì Hà nghĩ bài hát này nó cũng sẽ trở nên đẳng cấp hơn. Thành ra âm nhạc thì cũng rất là khó để mà mình sẽ so sánh và cứ bắt là phải khán giả đẳng cấp vào đấy. Vậy thì những khán giả yêu thích mà họ không nghĩ là họ đẳng cấp thì sao? Thì Hà nghĩ đây là một cái đêm nhạc mà sẽ dung hòa được nhiều yếu tố. Điều quan trọng nhất là mình âm nhạc thì không thể hứa trước được vì nó sẽ tùy thuộc vào cảm xúc. Hà chỉ mong nhất là tối ngày hôm đấy tất cả các nghệ sĩ sẽ có những cảm xúc mạnh liệt nhất, có những sự cạnh tranh hay nhất để có thể trình diễn tốt nhất và cảm xúc nhất cho đêm nhạc đặc biệt dành cho khán giả. Và hy vọng là chúng ta sẽ không có phân biệt rằng là sự đẳng cấp nào ở đây, quan trọng nhất là một đêm nhạc âm nhạc được tận hưởng thật sự. Dạ vâng. Thực sự là chúng ta chỉ tập trung vào là những gì mà cái người ca sĩ đó có thể làm tốt nhất vậy thôi. Nhưng mỗi một phần sẽ có một cái thái độ âm nhạc khác nhau. Tôi lấy ví dụ nhà đêm đó về những bài nhạc tình, những bài nhạc mà khán giả trẻ có thể yêu mến nhiều hơn. Hà Hồ là đạo diễn phần đó, đúng không ạ? Rồi nói về jazz thì Trần Thu Hà đêm đó sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một không gian âm nhạc cực kỳ jazzy. Và tôi sẽ để cho chị Hà làm cái phần jazz và anh Tuấn Ngọc với chị Khánh Hà là những legend, họ sẽ hát lại những bài hát đẳng cấp của Việt Nam theo cái cách hát của họ. Và riêng chị Sô Giang sẽ có cả những bài hát tiếng Hàn, những bài hát tiếng Anh để khán giả có thể dễ cảm nhận. Để nhạc quốc tế mình nghe nó sẽ cảm nhận dễ hơn. Dạ, xin cảm ơn.